lúc mà vào đây thì cái bài hát đấy thường thường là vẫn có cái sáo riêng của mình, nhưng mà bị thất lạc nên cho đến bây giờ vẫn chưa tìm ra được cái sáo của mình. Cho nên Nguyễn tặng cái sáo của một người em, một người nghệ sĩ rất là tài giỏi thổi sáo. Thưa quý vị các bạn, cái sáo thì thường đấy cũng như là vật bất ly thân mà em mình lại đưa cái người yêu của mình cho anh Nguyễn. Và khổ một điều là Nguyễn đã thổi sáo tây thì bây giờ sáo ta hơn Nguyễn một chút. Cho nên Nguyễn sẽ cố gắng và nếu có gì sơ suất, xin quý vị và các bạn bỏ qua cho. Về thăm quê hương, cho tôi xin nhận lời.